Chào em. Em có hỏi là cự cơ tí ngọ gặp song hao đều hãm, trường hợp này thì có gọi là đẹp không, có gọi là tạch trung ẩn ngọc không? Thì bên đây là có hai câu hỏi trong một câu đúng không? Đầu tiên là có đẹp không và có gọi là tạch trung ẩn ngọc không? Thì trả lời xin phép trả lời em rằng là đầu tiên nhá. Theo quan điểm của tôi thì song hao đối với tôi là không, tôi không xét đến vị trí đắc đắc vượng của nó. Bởi vì thằng song hao thì nó thuộc cái vòng bác sĩ, thì chúng tôi sẽ xét theo cái đồng chí bác sĩ. Khi xét theo đồng chí bác sĩ thì chúng ta phải quay về đồng chí lộc tồn. Thì có nghĩa là nếu mà song hao nó nằm ở cái trục tí ngọ thì lộc tồn nó sẽ nằm ở trục mão dậu. Mà lộc tồn nằm ở trục mão dậu thì nó chỉ có hai tuổi là tuổi ất với cả tuổi tân thôi. Thế còn cái câu mà thạch trung ẩn ngọc thì ở đây chính là cái cách mà cự cơ tí ngọ dành cho tuổi tân. Thế tại sao lại là tuổi tân? Thì mặc dù tôi nói rất nhiều rồi nhưng video này thì trả lời em thì tôi xin nói lại một lần nữa cho mọi người theo dõi thì mọi người cũng được hiểu. Chúng ta phải xét tiếp nhé. Nếu mệnh của chúng ta là cự môn mà có song hao thì mọi người nhớ lại đến cái câu mà người ta nói là cự cơ mão dậu hạnh ngộ song hao uy quyền quán thế. Thì tôi sẽ lấy dẫn chứng của mão dậu trước, bản thân cự cơ mão dậu đúng không, thì có nghĩa là cái đồng chí lộc tồn nó mà có song hao của mão dậu đấy thì đồng chí lộc tồn nó sẽ có ở tí ngọ. Lúc đấy các bạn nhớ là mệnh của chúng ta ấy mà nằm ở cái cung mão chẳng hạn thì cái cung điền trạch của chúng ta sẽ nằm ở cung ngọ. Và nếu giả sử như mệnh của chúng ta là cự cơ thì chứng tỏ là cung điền trạch của chúng ta sẽ có vũ phủ. Và lúc đấy lộc tồn nằm ở cung điền với sao là vũ phủ thì các bạn sẽ thấy là cung điền trạch vốn là một loại cung tài và nó tổ hợp rất nhiều sao tài ở đấy thì nó rất đẹp. Thì và cái thứ tư nữa là cái đại vận của chúng ta chạy đến đại vận thứ tư là một đại vận khoảng rơi vào khoảng từ 40 mấy đến 50 mấy. Đấy là một đại vận rất chín ở trong cuộc đời mà lại có rất nhiều sao tài, chứng tỏ đấy là một đại vận có thể rất phát tài, và phát tài trong cái đại vận đó mới gọi là đại vận đẹp. Và tương tự như thế thì cự môn cự cơ tí ngọ thì chạy đến đại vận thứ tư sẽ gặp ông vũ sát, cũng có ảnh hưởng của thiên phủ đối cung và cũng có lộc tồn, nó rất là hay, được chưa? Chưa kể là như thế này, bản thân cự môn nếu mà giả sử cung ngọ đi thì nhật nguyệt lạc hãm, thì nếu mà tuổi, tại sao tuổi ất không đẹp, bởi vì tuổi ất ấy thì nhật nguyệt lúc đấy thái âm nó hóa kỵ mà nó cộng với cả nó có kình dương như thế thì nhật nguyệt lạc hãm tối kỵ kình đà, có cả kình cả kỵ thì nó phá. Thế còn ông tuổi tân ấy thì lúc đấy, nhất là ví dụ như đẹp nhất là tuổi tân mùi đi, thì lúc đấy triệt nó nằm ở thái âm hãm, thế còn tuần nó nằm ở thái dương hãm, mà cái thái dương hãm nó lại còn hóa quyền cộng với nằm ở cung quan, có nghĩa là nó đắc vị. Như thế thì tổ hợp nó mới đẹp được. Chạy vận kiểu gì thì chạy, nó vẫn chạy đến những cái, có những cái tổ hợp sao đẹp.